Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nợ gần 8 tỷ đô, âm vốn 2,7 tỷ đô, cổ phiếu VinFast cắm đầu, VinFast tứ bề thọ nợ Công ty VinFast hiện nay là công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Nasdaq Mọi thông tin về tình hình kinh doanh của VinFast đều được minh bạch trên trang vẹp của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC thông tin của VinFast hoàn toàn có thể tra theo đường dẫn trong hình sau và từ đây, mọi người mới nhìn được tổng thể về bức tranh tài chính của VinFast. Bảng báo cáo của VinFast có thể xem trên trang web của SEC. Theo báo cáo tài chính đăng trên SEC, tình hình kinh doanh của VinFast cho tới nay như sau. Tổng số cổ phiếu phổ thông là 75,7 triệu cổ phiếu. Tổng các khoản nợ của VinFast hiện nay là 7,8 tỷ đô la, trong đó nợ ngắn hạn là 4,1 tỷ đô la và nợ dài hạn là 3,7 tỷ đô la. Tổng tài sản của VinFast hiện nay là 5,1 tỷ đô la. Vậy thì VinFast đang bị nợ âm vào vốn với một con số khổng lồ là 2,6 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ đốt tiền của VinFast quá khủng. Việc VinHome hứa hỗ trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ cho VinFast cũng không đủ để lấp vào khoản tiền âm của vốn VinFast. Nếu không có cách dừng lại được thì với tốc độ đốt tiền hiện nay có khi vinfast cũng đốt trôi luôn cả khoản tiền 1 tỷ đô la mà ông vượng hứa cho vinfast khi chuẩn bị lên sàn chứng khoán nasdaq có lẽ vinfast kỳ vọng danh tiếng của sàn nasdaq sẽ quảng bá thương hiệu cho họ bởi các tờ báo lớn của mỹ và thế giới đã đang và sẽ đăng những bài viết về vinfast tuy nhiên có lẽ vin không lường trước được tác dụng ngược khi sản phẩm của vinfast không đủ tiêu chuẩn dành cho người dùng tại thị trường bắc mỹ Nổi tiếng trên sàn Nasdaq và sản phẩm có chất lượng thì thương hiệu sẽ thăng hoa. Ngược lại, nổi tiếng trên sàn Nasdaq nhưng tai tiếng về chất lượng và hậu mãi thì đấy là cửa tử cho thương hiệu. Tổng thâm hụt của VinFast hiện nay là 2,6 tỷ đô la. VinFast lên sàn đến nay đã hơn 2 tháng, càng ngày càng cho thấy cổ phiếu VinFast đã bị sụt giảm nghiêm trọng tính đến ngày 18 tháng 10 vừa qua thì giá cổ phiếu của Vinfast chỉ còn có 5,9 đô la mỗi cổ phiếu. Với tình hình hiện nay, một số nhà phân tích đánh giá rằng giá cổ phiếu của Vinfast sẽ còn tiếp tục giảm sâu nữa. Có nghĩa là bây giờ vẫn chưa phải là đáy. Việc cổ phiếu giảm sâu có thể do hai nguyên nhân chính như sau: nguyên nhân thứ nhất là các cổ đông sáng lập sẽ lại bán thêm lượng cổ phiếu thông qua đại chúng để mà gọi vốn, mà khi ổ ạt à bán ra hàng trăm triệu cổ phiếu thì không biết giá cổ phiếu của VinFast sẽ đi về đâu. Nguyên nhân thứ nhì là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp quá biết bát với tình trạng nợ âm vốn như thế này, trong khi sản phẩm vẫn chưa thuyết phục được khách hàng tại Mỹ, thì chẳng ai dám mạo hiểm đổ tiền vào cổ phiếu cho VinFast. Với 18 tháng đốt tiền cho xe điện, thì VinFast đã gây ra khoản nợ tăng thêm cho Vingroup gần 8 tỷ đô la. Được biết, VinFast đang tồn tại dựa vào Vingroup, nhưng Vingroup hiện nay cũng đang lâm nợ quá nặng. Hiện nợ của Vingroup đã lên đến 336% so với vốn chủ sở hữu. Với tỷ số đoàn 7 tài chính đến 4,3 lần thì rất khó để tập đoàn này nặn ra lợi nhuận cho VinFast đốt tiếp. Bởi nợ cao thì lãi suất gặm sâu vào lợi nhuận. Với tình trạng nợ như hiện nay, Vingroup tự đứng còn khó, chưa nói gì đến kiếm tiền để đưa cho VinFast đốt tiếp giá cổ phiếu của Vinfast vào ngày 18 tháng 10 hiện nay áp lực đang đè nặng lên vai ông Phạm Nhật Vượng rất lớn. Làm sao để Vinfast ngưng đốt tiền sớm nhất, đồng thời cần phải đẩy nhanh hoạt động để đạt tới điểm hòa vốn. Trước đây theo dự tính của Vinfast đến hết năm 2024 là hòa vốn. Tuy nhiên theo đánh giá của một số nhà phân tích thì mốc này khó mà đạt cho được. Vinfast đang tìm mọi cách để mở rộng thị trường với Ấn Độ và Indonesia là hai thị trường mà VinFast nhắm tới. Mục đích cũng là để đẩy nhanh đến điểm hòa vốn. Hai thị trường này dễ tính hơn so với thị trường Mỹ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mở rộng sang hai thị trường này, thì VinFast cũng ông Phạm Nhật Vượng vấp phải cuộc chiến giá rất khốc liệt. Vì giá xe Ấn Độ và giá xe Trung Quốc rất thấp, nhưng nếu bán giá thấp thì lợi nhuận lại nhỏ, thậm chí là phải chịu lỗ. Đấy là một bất lợi đối với mục tiêu hỏa vốn của ông Vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo.d với bản tin nợ gần 8 tỷ đô la, âm vốn 2,7 tỷ. Cổ phiếu VinFast cắm đầu, VinFast tứ bề thỏ nợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. .d Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kỷ luật nghiêm, cơ chế lỏng, ông tổng bất lực, không biết nguyên nhân tại sao. Vào ngày 16 tháng 10, ông Trần Cẩm Tú có bài viết với tựa đề Ngành kiểm tra của Đảng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành được đăng trên tờ báo Nhân dân của Đảng với vai trò là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà lại tự viết bài tân bốc chính cơ quan của mình thì đấy chỉ có thể là người chờ cháo. Muốn xây dựng đảng, muốn đảng trong sạch thì cần phải có những bài viết phê bình chỉ ra khuyết điểm của đảng để khắc phục chứ không phải là những bài viết tự bốc thơm như thế này. Đây là căn bệnh mãn tính của đảng Cộng sản, chỉ thích được tân bốc, không thích bị phê bình, mặc dù họ vẫn ra giả mấy chữ phê và tự phê. Bài viết của ông Trần Cẩm Tú đăng trên tờ báo Nhân dân của Đảng Theo ông Trần Cẩm Tú, xử lý kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời. Có lẽ 12 năm làm tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương để trừng trị rất nhiều người. Nhìn vào lượng quan chức bị kỷ luật và nhất là những người bị tống vào tù thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư mạnh tay nhất so với các đời trước đây. Nguyên nhân là từ khi mở cửa ra, kinh tế phát triển, tiền trong dân nhiều hơn nên quan chức tha hồ rút tỉa. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho quan tham trong Đảng Cộng sản trở nên nhiều hơn trước. Hơn nữa, ở thời kỳ mà Internet, đặc biệt là mạng xã hội trở nên phổ biến, kẻ ăn của dân dễ bị tố cáo hơn trước. Người dân thì chịu oan ức, có bất bình, đều có thể phơi bày chứng cứ trên mạng cả. Đảng Cộng sản hiện nay và Đảng Cộng sản thời trước năm 1986 chẳng khác nhau về mặt chính trị, chỉ khác nhau về mô hình, kinh tế. Bản chất của Đảng thì vẫn thế, cũng cơ chế đó đã đúc lên những con người Cộng sản để cai trị xã hội, nên những điểm yếu cố hữu như duy ý chí, kém tầm nhìn, thiếu khả năng quản lý và đặc biệt là tham lam vô độ. Với những đặc điểm này thì không thể nào cải thiện được tình trạng tham nhũng, tắc trách trong bộ máy công quyền. Kỷ luật nguyên chỉ là hớt phần ngọn, còn phần gốc vẫn còn nguyên. Thậm chí nguyên nhân sinh ra nó vẫn không được giải quyết. Ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò là người đứng đầu tiểu ban nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ 13, chính ông đã thông qua những nhân sự như Nguyễn Đức Trung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Vũ Đức Đàm, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân. Thế nhưng sau nửa nhiệm kỳ, những con người được ông trọng và đảng của ông sáng suốt lựa chọn đã hiện nguyên hình là những kẻ vô trách nhiệm, ăn bẩn, gây thiệt hại cho người dân và cho toàn xã hội. Thực ra cái sai của Đảng Cộng sản là cái sai về thể chế. Bên trong thể chế chính trị độc đảng, độc tài do Đảng Cộng sản dựng nên có đầy dẫy lỗ hỏng. Chính thể chế này đã sinh ra những con người vừa ngu dốt vừa tham lam ích kỷ dù Trọng có chọn ai đi nữa thì kết quả cũng giống nhau. Toàn đảng ai cũng chỉ lo kiếm chác, đút túi bản thân. Khi có cơ hội thì bất kỳ quan chức nào cũng tranh thủ nhét đầy túi tham. Chẳng có ai trong sạch cả. Chỉ cần nhìn vào tài sản nổi quan chức như nhà cửa, ô tô, du học thì cũng thấy hầu hết có được đều do bòn rút tiền của ngân sách, tiền của nhân dân đánh tham nhũng chỉ là diệt phần ngọn, cái gốc là thể chế chính trị thì vẫn còn nguyên đó. Bên trong thể chế này là những cơ chế rất lỏng lẻo, tạo điều kiện cho quan tham rút tỉa, rồi che đậy. Như vậy làm sao diệt được tham nhũng đầy? Đó là lý do vì sao ông Trọng càng chống thì tham nhũng càng bùng phát. Ông Trọng chống tham nhũng như cắt tỉa hàng rào vậy, cắt xong thì trôi non nó lại mọc lên và thậm chí còn tươi tốt hơn chưa. Tuy nhiên, ông vẫn tin là chiến dịch chống tham nhũng của ông hiệu quả. Ai dám nói tới sai thể chế thì ông cho Tô Lâm đi xử lý. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không chấp nhận thay đổi thể chế. Nay ông Trọng đã quá già ở tuổi 79, ông cầm quyền còn chẳng còn được bao lâu nữa. Chắc chắn rằng ông có chống tham nhũng đến hết đời thì tham nhũng vẫn tồn tại và phát triển sẽ không thể trong sạch được một thể chế chính trị như hiện nay. Việc chống tham nhũng của ông trọng cuối cùng cũng chỉ mang lại danh tiếng cho ông mà thôi, dân vẫn không được gì cả, tiền vẫn bị quan tham lấy mất. Vụ chuyến bay giải cứu là một ví dụ, người bị hại không được hoàn tiền mà chỉ có quan chức tham gia đường dây chạy án thì kiếm chắc bộn tiền từ những kẻ đã cướp của dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Kỳ luật nghiêm, cơ chế lỏng, ông Tổng bất lực, không biết nguyên nhân tại sao Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa, Thời báo chấm